Thật ra với cái câu hỏi mà khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện á, đa phần tụi em sẽ trả lời cái nước đôi như vậy. Đối với anh nó không phải là câu trả lời ấn tượng. Nếu là anh sẽ trả lời rằng là khả năng lãnh đạo 100% phải là do rèn luyện. Bởi vì trời chỉ sinh được tố chất lãnh đạo thôi, chứ trời không sinh được khả năng lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo nó là một cái sản phẩm của cái việc tồn tại trong một cộng đồng hay một xã hội, chứ nó không thể phát sinh từ việc một cá thể tồn tại độc lập và đơn lẻ được. Vậy thì cái tố chất lãnh đạo nó có thể chuyển hóa thành khả năng lãnh đạo chỉ khi nào cái cá thể đó chủ động cảm nhận, chủ động quan sát, chủ động mình điều chỉnh cái năng lực của mình để biến các tố chất đó thành một cái khả năng có thể sử dụng chủ động bất kỳ lúc nào. Vậy thì ở đây nếu mà mình chú ý vào câu từ, tụi em hoàn toàn có thể đưa ra một cái quan điểm mà nó trái ngược với số đông, nhưng tụi em hoàn toàn có thể giải thích được nó. Vậy thì nếu tụi em làm được như vậy á, thì cái phần debate của tụi em, cái phần phản biện, cái phần tranh biện của em nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều, và cái khả năng chiến thắng của tụi em nó sẽ cao hơn. Còn anh vẫn không phủ nhận tất cả những điều mà các sếp nói, anh chỉ đang chỉ tụi em cái mánh để khi mà mình làm tranh biện thôi.